Tử vi tuổi Hợi tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, sau bao khó khăn, bước sang tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Hợi sẽ nhận được thành quả từ sự cố gắng, mọi may mắn thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đuổi đối với những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 15 tháng 1, từ ngày 26 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và mệnh chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thứ hai là ngày âm lịch 27 tháng 1, từ ngày 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Hợi sinh năm 1971 và Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 1, tức ngày 23 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 1, tức ngày 7 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 1 âm lịch của người tuổi Hợi cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Nhị hợp xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi Hợi xác định được mục tiêu rõ ràng. Bên cạnh đó, bạn cũng biết phát huy được sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc, nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 1 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm, nên mọi phương diện với những người thuộc con giáp Hợi. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi trẻ tuổi, nhiều tham vọng thì tháng 1 này không phải là tháng quá may mắn. Bạn cần bình tâm trở lại nên đặt sự ổn định lên đầu, không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này.
để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Hợi sẽ có nhị hợp nâng đỡ, nên nhìn chung về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn hợp tác rất tốt, nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới. Người làm kinh doanh nói chung và công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn để đầu tư, chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng nhiều uy tín. Chỉ cần đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào, phòng bị lừa gạt. Nhưng gia chủ tuổi Hợi là người khá nhạy bén, thông minh, tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 1 âm lịch. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, định hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tháng 1 âm lịch này có nhiều mối nhân duyên mới cho các gia chủ tuổi Hợi còn đang độc thân. Nếu biết nắm bắt cơ hội, có thể xây duyên với người hàng thương nhớ. Tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với các gia chủ tuổi Hợi đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, chăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Bên cạnh đó, trong tháng, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Hợi. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu là Mai, người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái, thân thiết, có nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có. Cho nên người đã có đôi cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Hợi hãy mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi khá ổn định trong tháng 1 âm lịch. May mắn bạn sẽ không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt. Tuy nhiên, tinh thần bạn tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn. Người trẻ nên kết hợp với công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya, tập luyện hợp lý. Phụ nữ tuổi Hợi nên chú ý các bệnh vặt như phụ khoa, đau dạ dày. Ngoài ra, áp lực từ công việc là không thể tránh khỏi với các gia chủ tuổi Hợi trong dịp đầu năm. Như thế này thì bạn cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giáp khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, Kỷ Hợi sinh năm 1959. Kênh Dương Kim gặp Kỷ Âm Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý và tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Bản mệnh nên phát lộc một chút bằng việc đi chùa, lễ bái và công đức. Thiện tư tâm sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái và yên tâm lao động. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, Tân Hợi, sinh năm 1971. Vận trình của người Tân Hợi trong tháng 1 này khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình.
nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Quý Hợi sinh năm 1983. Quý Âm Thủy gặp canh Dương Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Lời khuyên cho các gia chủ Quý Hợi luôn mang theo kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, Ất Hợi sinh năm 1995. Năm Canh Tý là một năm khá may mắn đối với những người tuổi Ất Hợi. Ất Âm Mộc gặp canh Dương Kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ Ất Hợi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Bên cạnh đó, những gia chủ Ất Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán để mọi việc dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Ất Hợi cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới có thể mong được thành công. Để thành công và may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, các gia chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, định hóa nghiệp lực, gia trì công đức, thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 âm lịch của gia chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!